từ những chất liệu thiên nhiên đơn sắc, đã được tô lên những sắc màu rực rỡ. Dưới đôi bàn tay khéo léo của người họa sĩ, các chi tiết được sắp xếp với nhau chặt chẽ, hài hòa. Cái chất liệu nó đồng đều nhau, thể là một cái thể thống nhất như là bông hoa hay là những nửa cánh hoa chẳng hạn. Chị Trần Thị Mỹ Hạnh đã dành 19 năm để nghiên cứu và đưa các chất liệu thiên nhiên vào tranh vẽ, tạo nên các tác phẩm nghệ thuật tranh sỏi đá.